ơi. Ờ rồi xong rồi, chị vô đi. Tôi xin lỗi cậu nhiều nha, tại cái cửa phòng của cậu không có chỗ gõ cửa. À, không sao đâu. Mà chị kiếm em có gì không? À, tôi tự học tiếng Anh nè, mà nó khó quá à. Tôi hỏi cậu một câu được không? Tiếng Anh hả? Nè đó, những câu như vậy là người ta gọi là câu mệnh đề. Chị nhớ nha, là sẽ dùng that chứ không phải dùng what. Vậy thôi đó. À, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu, cảm ơn. Đây đây, đây kéo qua. À, mai mốt á, cái gì mà không biết cứ lên đây hỏi em nha, đừng có ngại. Ồ, tôi chỉ sợ là cậu bận rộn rồi không có thời gian chỉ thôi à. Có gì đâu bận. Ây da, cái gì em biết được là em chỉ hết á, đừng lo. Ừ, mà mai mốt á, cậu có thời gian rảnh, cậu dạy kèm tiếng Anh cho tôi nha. Hả? Dạy kèm hả? Ừ, mấy môn khác á thì tôi có thể tự học thuộc lòng được, còn môn tiếng Anh thì hơi khó, cho nên là tôi mới nhờ cậu. Ờ thì cũng được thôi, tại em sợ là mấy cái thôi vậy không cần đâu, tôi biết cậu cũng không có thời gian mà. Ờ không phải nè nè, không phải em vậy đâu, thì chị không biết thì chị cứ hỏi em biết gì em chỉ, còn mà lỡ gặp mấy câu khó quá thì đi hỏi cô giáo. Vậy thì tốt quá à. Cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu. Sau này mọi chuyện mong cậu chỉ giáo cho. Trịnh trọng chỉ giáo cho luôn kìa. That là một đại từ quan hệ. Nó có thể đóng vai trò là chủ ngữ hoặc là bổ ngữ trong câu. Rồi, rồi sao nữa? Nguyên ơi, nãy giờ là cô giảng gì là em viết theo vậy á hả? Ờ thì đúng rồi. Đúng rồi mà. Cái gì vậy? Cô làm gì vậy? Cuối cùng em cũng chịu nghe cô dạy học em rồi á hả Nguyên? Ừ, cô buông tay ra đi. Sao vậy? Cô bị gì vậy? Nguyên ơi! Cô biết thế là cô sẽ có ngày này thôi. Thế nào cô cũng thuyết phục được em, cô cũng thu phục được em rồi Nguyên. Ê, thôi đi. Cô lên nhậu đi. Cô biết thế nào cô có ngày này. Cô còn muốn khóc luôn rồi nè Nguyên ơi. Cuối cùng cô cũng làm được rồi. Có gì đâu, thì học thôi mà. À, mà lúc trước tôi nhớ là để dễ ghi nhớ, cô có chỉ tôi một bài hát gì đó. Có nhiều bài hát lắm. Em muốn cô hát mấy bài cũng được hết á. Thôi đi. Bài gì á? Chậm thôi. Em có thể nào những cái buổi học sau á em cứ tiếp tục như vậy, giữ mãi tinh thần như vậy được không Nguyên? Được rồi, tôi sẽ cố. Nhưng mà cô không được đụng chạm vô người của tôi nữa. Nè. He is a, she is a loving you. Chị ơi. Tôi lên liền. Anh sẽ đứng trước các từ bắt đầu bằng những nguyên âm U, E, O, A, I. Đó. Nhưng mà chúng ta sẽ dựa theo cách đọc chứ không phải dựa theo cách viết. Hoặc là một cái cách dễ nhớ hơn là chị có thể ghép hai cái từ nè, U, E, O, I, E. Nó giống gì? Nó giống từ uể oải. Đó, mình có thể gọi là uể oải. Hoặc là mình ghép những từ đó thành cha mẹ cô dì chú. Đó. Wow, không ngờ có cách học hay vậy luôn á. Chỉ cần nhớ các từ đầu và nhớ hết các từ còn lại. Chính xác. Một cách này cậu nghĩ ra hả? Ờ thì học cái tự nhiên nghĩ ra vậy đó. Công nhận cậu thông minh thiệt á. Có gì đâu. Thôi bây giờ mình qua tới cái bài thứ hai nè. Bài thứ hai là bài cách sử dụng động từ to be, am, er. Với mỗi cái chủ từ thì mình sẽ dùng những động từ to be riêng. Đó, ví dụ như chủ từ là he, she, it gì đó, mình sẽ dùng am, er riêng gì đó. Vậy chắc khó nhớ lắm ha. Có cách nào dễ nhớ hơn không? Cách dễ nhớ hả? Có một cách. Nó có một cái bài hát. Cái bài hát là gì nè.
When I trust me, I can trust you. To find out the dream is true, I love to be loved by you. Đó, chị làm thử đi. Thôi. Thử đi, đừng ngại. Mình đang học mà ngại gì trời. Đó, thử đi, đưa tay lên vậy nè. Đó, rồi hả? When I trust me, I can. Thôi, tôi không làm đâu. Lần sau làm nha. Rồi, thì lần sau làm cũng được. Ừ. Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu mà tôi học được nhiều lắm á. Có gì đâu cảm ơn. À, nhưng mà chị phải học thuộc nha. Em có thể trả bài bất cứ lúc nào đó. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn thầy nhiều nha. Gọi thầy nghe không có quen gì hết. Thì thầy thiệt chứ bộ. Thôi em xin phép thầy. Thôi đừng gọi thầy nữa. Nghe kỳ cũng chết.